nhà. Tình rất vui gặp lại cả nhà trong video hôm nay của Tình. Video phần 5 nha cả nhà. Thì mấy hôm nay á, Tình đi gom xe đó cả nhà. Tình bán những cái lô xe từ tập 1 tới tập 4 là giảm giá đó cả nhà, giảm giá kịch sàn á. Cho nên là hôm nay ở cửa hàng của Tình thì chỉ còn khoảng tầm hơn 10 cái xe thôi. Thì Tình đi gom xe khoảng tầm 4-5 ngày nay, cho nên là không có video ra đó. Cho nên là cả nhà mình không có thấy video mới. Thì hôm nay Tình gom, đây là một xe, một chuyến của Tình ha. Và ở ngoài đây, đây camera đi theo. Ở ngoài đây là Tình đang gom một lô xe lớn nha cả nhà. Đó, bên đây. Hôm nay rất là nhiều các mẫu xe nha cả nhà. Như đây là Fuix nè, rim Thái. Đó, rất là nhiều các mẫu xe Tình đang về tới ha. Thì cũng như mọi khi, bây giờ Tình sẽ giới thiệu về cái chương trình mua bán của cửa hàng Tình nha. Thì cửa hàng Tình hôm nay có cái chương trình là bán xe, qua đây em, bán xe, ship xe tận nhà của khách hàng nha cả nhà. Đó, cho nên là cô chú anh chị mình khỏi cần tới tại trần mình lấy nữa nha. Cứ ở yên tại nhà thì bên Tình sẽ giao xe tận cửa hàng, tận nơi, tận nhà của quý vị luôn nha. Rồi, thì hôm nay thì Tình về một lô xe bên đây. Đó, rất là nhiều các lô các mẫu ha cả nhà ha. SH nè. Đó. Ở trên là Lít Luvias đây, chiếc rim Thái nè. Mới giờ chiếc rim Thái xong. Fuix. Thì đầu video Tình xin hướng dẫn cái đường đi lên cửa hàng của mình nha. Thì cửa hàng của Tình nó từ An Sương đi lên. Đó, cô chú anh chị mình đi lên khoảng 5 cây số, đi đường quốc lộ 22 nha. Đi về hướng Củ Chi thì mình đi lên 5 cây số thì cửa hàng của Tình nằm bên cách ngã tư Hóc Môn 500m. Có nghĩa mình đi lên tới gặp ngã tư Hóc Môn thì mình đi từ ngã tư Hóc Môn lên 500m nữa là tới cửa hàng của Tình luôn. Còn cô chú anh chị mình đi từ hướng Củ Chi xuống thì mình đi thẳng qua bệnh viện Xuân Á khoảng tầm 3 cây số nha. Thì cửa hàng của Tình nằm ngay chỗ ngã ba Lam Sơn. Thì đây, xe tài xế đang cho xuống xe nha cả nhà ha. Hôm nay thì Tình về được rất là nhiều các mẫu xe mới nè. Đây rim lùng nè. Đó. Đây xe cũ của Tình còn mấy chiếc, một lát nữa Tình sẽ cho quay giảm giá tiếp. Bán cho bằng hết cái lô xe cũ thì thôi ha, để mình nhập xe mới. Đây. Thì bên đây là chiếc rim lùng nè. Noza Way. Bây giờ Tình sẽ quay sơ qua mỗi chiếc một xíu nha cả nhà. Một lát nữa thì Tình sẽ quay kỹ ha. Đây là Funel GT. Đó. Bên đây là Fuix FI. Quá, xe này Tình bán mười mấy triệu à. Biển số 20. FI phun xăng điện tử luôn nha, bán mười mấy triệu nha cả nhà ha. Giá quá mềm luôn. Đây là chiếc rim Thái. Rim Thái xe nói chung hầu như rim hết nha. Chỉ lai mỗi cây bô thôi nha cả nhà. Đồ là đồ nồi xe lắm đây. Thì mấy hôm nay đã Tình đi ship xe đó cả nhà. Ship xe tặng nhà của khách hàng mình. Cho nên cũng rất là nhiều các khách hàng quan tâm ủng hộ nha. Và đã mua hình như cái tuần từ mùng 1 tới ngày 10 tới ngày 15 này là 15 ngày nha. 15 ngày thì Tình băng khoảng 3 cái clip. Thì Tình ở bên công ty nó vận chuyển cho Tình thì tính cho Tình khoảng tầm được 50 xe là ship về các tay khách hàng nha. Còn mới chuyển bill cho Tình được 50 xe đó. Còn rất là nhiều xe đang chờ để ship đi đó cả nhà. Cho nên là cô chú anh chị mình nếu mà ai chưa nhận được xe đó thì thông cảm giúp Tình nha. Chờ thêm một vài ngày nữa. Thì khách bên công ty vận chuyển người ta sẽ ship xe cho Tình. Đây như bên đây là Vision nè. Đó, Sirius S50 Noza. Hôm nay thì Tình về một chiếc Way Alpha lốc đen. Xe rất là đẹp nha cả nhà. Xe này là xe zin từ A tới Z nha. Bao zin, bao rớt đầu. Rớt đầu tặng xe. Đây là cái bẩn Tình mới lấy của chủ đó. Người ta đi sợ bể bẩn đó người ta. Đây, bẩn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Người ta tháo ra, người ta cất nè. Bữa nay Tình mua được cái xe Tình mới xin cặp bẩn luôn. Quá đẹp cái cặp bẩn. Đây, không một vết chày luôn nha cả nhà. Mới lấy về xong nha. Đó, đẳng cấp cái xe. Xe này thì Tình cũng bán giá khoảng tầm
Chưa tới 20 luôn nha cả nhà. Đó, dưới 20 triệu ha. Rồi thì bây giờ Tình sẽ phụ anh em xuống xe hết. Rồi mà một lát nữa Tình sẽ quay, bắt đầu quay video nha cả nhà. À, nhân đây thì Tình cũng vừa quay video đó, vừa thông báo tới anh em mà muốn làm sang tên theo cái thông tư mới đó cả nhà. Thì cô chú anh chị mình cứ từ từ ha, vài bữa nữa, ví dụ như biển những cái xe mà cô chú anh chị ở đâu á, mà muốn sang tên thì ở bên mình hỗ trợ làm á, hỗ trợ làm thì tính phí đó cả nhà. Ví dụ như các tỉnh hoặc thành phố đó, bên mình không cần mua xe chỗ mình nha, mua xe nơi khác. Thì cái thông tư này nó ra nó ổn định cái cách thức, cái giá cả nó ổn định lại đi, thì khoảng tầm 5-10 bữa rồi đó thì bên mình có cái giá ổn định rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu nhận làm nha, bắt đầu sang tên những cái xe không chính chủ dùm cho cô chú anh chị mình luôn đó. Còn cô chú anh chị mình chưa có điều kiện sang tên thì mình cứ đi bình thường nha cả nhà mình ha, không cần phải lo lắng, không cần cái gì hết. Tại vì cái luật này là cái luật thông tư, nó sửa đổi cái thông tư của 24 đó cả nhà, là nó thành 15 tháng 8 thôi, nhưng mà thực chất là nó là cái thông tư 24 cũ cho phép người dân đi sang tên những cái xe mua lâu không chính chủ, hoặc là mua lâu ngày đi mắc cà vẹt hay như thế nào đó thì mình sang tên thôi. Còn mà xe, những cái xe mà mình chưa sang tên đó, thì mình vẫn sử dụng bình thường nha cả nhà. Chứ không phải là sợ biển số định danh rồi nó định danh vào người ta rồi sẽ mất cái biển số, sẽ mất cái xe đâu, cái xe thành không giấy đâu, cái đó là không phải nha. Có rất là nhiều khách điện thoại cho Tình hỏi là bây giờ nó ra cái luật định danh rồi á, thì lỡ cái người chủ kia người ta lấy lại cái biển số người ta đăng ký ra cái xe khác, thì cái xe của mình là thành ra mất biển số, mất xe. Cái đó là không phải nha cả nhà. Đúng cái luật định danh á, là cô chú anh chị mình muốn định danh cái tên xe đó thì bình thường cái chủ đó cũng là đang là đứng là chủ xe rồi, đang là đứng định danh rồi. Thì bây giờ người ta muốn định danh, người ta muốn định danh cái số đó qua tên người ta thì người ta bắt buộc phải trả lại biển số và cà vẹt xe cho nhà nước. Thì người ta mới, nhà nước người ta mới lấy cái căn cước đó, người ta mới ăn cái xe đó, người ta mới cấp qua cái xe khác được. Còn đường này xe mình đang dùng, mà xe cái xe mình đang dùng, cái cà vẹt cô chú anh chị mình đang giữ, cái biển số mình đang giữ, cái xe mình đang đi, thì làm sao mà nhà nước người ta thu hồi cái xe để định danh cho chủ được. Đó, cho nên là tự động tất cả cái xe chưa sang tên là sẽ định danh cho chủ. Nhưng mà mai này đó, cô chú anh chị mình muốn sang tên thì mình trả, lấy cái cà vẹt và lấy bản số trả lại cho công an thì người ta mới đi sang tên, ra sang xe khác được nha cả nhà. Đó, cho nên mình không có sợ mất ha, không có sợ mất biển số, mất xe gì hết. Đây, Tình đang cho cái lô xe của Tình xuống tiếp tục này, chiếc quen phà rất đẹp. Để cho trong đó đi em, để thẳng cho trong đó đi. Quay Alpha này là hiếm có nha, lát nữa Tình quay tới. Rồi, đầu video thì Tình quay một chiếc rim lùng Xa, xe của Honda nha cả nhà ha. Xe này thì còn zin rất là nồi. Này, bô zin luôn nè. Đó, tem zin, nói chung máy con này rất là lực ha, rim lùng Xa của Honda nha cả nhà, tem còn đầy đủ hết. Xe thì Tình bán chỉ có 7.8 triệu thôi. Đó, biển số 50 nè, 4 số nồi một chủ luôn. Quá đẹp, đè đốm đầy đủ nha cả nhà ha, 7.8 triệu. Rồi, Noza của Yamaha giá 8.5 triệu, biển số 70. Cặp kiến zin còn theo xe luôn nha, quá đẹp, giá 8.5 triệu. FE phun xăng điện tử nha cả nhà ha, màu xanh, xe đẹp, máy êm. Bên đây là chiếc quay quay bánh mâm
quay long xin nha cả nhà. Giá thì mình bán giá là 4.3 triệu nha, biển số 62 Long An. Dàn áo liền lạc, máy êm, lốc thì người ta đã thay lốc Honda hết rồi, hai bên đó Honda. À, cái này là trong giấy nó để chữ Honda luôn đó, nhưng mà xe này không phải xe Honda nha cả nhà ha. Rồi thì hôm nay tình về một chiếc xe cúp 50 kim vàng giọt lệ nha cả nhà. Xe này thì biển số thành phố, xe này chủ dọn tâm huyết để đi nha cả nhà ha. Chủ dọn tâm huyết để đi nè. Máy rất là êm. Bộ đây. Như chiếc này thì bên mình bán giá có 9.5 triệu thôi, biển 4 số nè. Xe đẹp liền lạc, màu xanh rêu nha. Đó, kim vàng giọt lệ nha cả nhà ha. Có báo cảnh báo tốc độ luôn nè. Chạy quá tốc độ nó chớp đèn lên. Chiếc này định bán giá 9.5 triệu nha. Cúp 8150 kim vàng giọt lệ. Mua đang mùa học sinh đó cả nhà, mua chiếc này đi là mãn luôn, chưa hư nha. Người ta đã dọn sẵn hết rồi, mình về chỉ sẵn đi thôi. Rồi, đặc biệt hôm nay thì Tình có một chiếc Future X giá bình thường nha. Đời này đời 2010, giá bình thường con này đang bán là trên 20 triệu nha cả nhà. Đó, nhưng con này cái biển con này nếu mà giá bình thường Tình đang bán khoảng tầm 24-25 triệu. Nhưng mà con này nó biển hơi xa đó cả nhà, biển ngoài Hà Nội đó, cho nên là Tình bán rẻ ha. Tình bán nói chung con này là zin từ A tới Z này cả nhà ha, bô zin luôn nè. Con này chỉ có lâu năm rồi người ta có rớt đầu hay không thôi, chứ còn xe là zin hết, lốc chưa sơn lại luôn. Đây, phục đồ còn mới cứng ha, đùm đồ còn hết. Xe này ngày xưa chắc chủ có dọn rồi cho nên là giờ nó xuống đều hết. Đây, tem hộp đồ còn 2010, lốc sơn zin luôn. Đó, rất đẹp nha cả nhà. Biển số đây, biển số 206926. Xe này nếu mà mấy anh em ngoài Hà Nội mua là hợp luôn ha, quá đẹp. Giá Tình bán chỉ có 18 năm thôi, giá là bất ngờ luôn cả nhà ha. Đây, ốc đầu đây sạch tưng luôn. Xe này nhìn như chưa rước đầu luôn nha cả nhà. Đây, con này Tình không kiểm tra kỹ, lý do là mình xe có mười mấy triệu rồi cho nên Tình không có nhìn kỹ á. Xe này là mình nhìn nè, ốc chưa có dấu mỡ luôn ha, ốc rồi chưa có dấu mỡ hết luôn, bốn con luôn ha. Nè, đó, giá có 18 mấy à. Con này bao về xài là tới mãn luôn. Nói chung xe á, cà vẹt giấy tờ đầy đủ, hóa đơn cửa hàng đầy đủ, bao tranh chấp rồi thì cô chú anh chị chạy mình chạy mãn đời luôn, khỏi cần cái gì hết, khỏi cần sợ cái gì hết. Lý do là xe này mình mua là có nguồn gốc, không có xe trộm cắp, mình mua mình chạy thì bình thường hết nha. Nhiều cô chú anh chị cứ nói đi công an bắt hỏi sang tên chính chủ, nhưng mà bây giờ cái luật người ta chỉ nói là yêu cầu cô chú anh chị mình những cái xe mà mất giấy hoặc những cái xe lâu năm mình thích sang tên thì mình sang tên theo thông tư đó, thì mình sang cái xe này vẫn sang tên thông tư bình thường đó, cho nên là bán đúng nơi đúng vùng thì người ta sẽ sang tên bình thường nha. Cho nên cái thời giờ mình không cần xe là chính chủ mình vẫn sang tên được. Tại cái thông tư 15 này á, thì mình sang tên không cần chính chủ vẫn sang bình thường được nha cô chú anh chị mình. Nó giống như cái thông tư 24 nha, nó chỉ sửa đổi một ít vấn đề. Có nghĩa nó sẽ bổ sung thêm cái là phạt, vì ngày xưa mình không có sang tên á, nó phạt 400-500 gì đó là xong thôi. Rồi, bây giờ tới chiếc rim Thái. Đó, xe này á, thì zin nguyên con nha cả nhà, nó chỉ lâu ngày cái capo nó mục thôi, người ta thay capo thôi ha, còn tất cả là zin theo xe, tem hồng nha cả nhà ha. Đây, đùm rồi còn hết, lốc mà sườn là bao nha, chưa mục, đây đang còn bấm điện đây nha cả nhà. Đó, chưa sơn lại ha, đang còn bấm điện đây. Tem là tem zin luôn, tem hồng zin luôn ha, rim 2 tem hồng. Đây, lốc zin luôn. Con này á, là zin từ A tới Z nha.
nhìn cái xe rất là nồi, Tình thích cái con xe này quá cho nên là mình mới mua. Đó, này, Ford đầm này, còn hết luôn. Tới giỏ rồi bẩn còn hết nè, rất là nồi. Thì xe này Tình bán giá chỉ có 15,8 thôi. Đó. Nếu cô chú anh chị mình nếu mà Tây Ninh mua đấy, mình về mình thích thì mình sang tên theo thông tư bình thường ha. Bẩn đẹp quá, bẩn zin luôn, đẹp quá. Đó. Rim Thái giá có 15,8 triệu, xe zin. Xe rất là nồi ha. Con này thì rất đầu rồi, lâu năm thì con này chơi rất đầu, bán tới ba mấy 40 rồi nha cả nhà. Xe này rất là nồi xe. Rồi bên đây là chiếc Sirius FE phun xăng điện tử, biển số 70 35422. Chiếc này thì đời 2015, Tình đang bán giá có 10,8 triệu thôi. Xe phun xăng điện tử rất là đẹp ha, nồi xe. Mấy con này mình chạy thì tiết kiệm xăng nha, đầu nồi bít. Tán là sáng trắng luôn. Ở đây Tình bán xe thì Tình đi lựa xe rất là kỹ nha cả nhà. Lâu lâu thì mình mới gặp một hai chiếc thôi, nhưng mà mình cũng hỗ trợ khách đó, cho nên là không sao hết. Nói chung mình bán xe mua bán uy tín đó cả nhà. Chủ yếu mình đi coi xe đó, Tình mua một ngày 40-50 cái xe, cho nên là những cái xe cao tiền hay những cái xe này kia thì Tình coi kỹ để về nhà mình đỡ có phải lanh tanh đó. Xe thì mình mua xe nồi không à, nhiều khi khách người ta đang chạy là Tình mua luôn đó. Cho nên về nhà mình ít khi phải sửa lắm, chỉ có nó chầy xước một hai chỗ thì khách người ta yêu cầu thì mình mới làm giùm thôi, còn không là Tình xe về là Tình quay bán luôn đó. Rồi như bên đây là chiếc Jupiter Gravita, chiếc này thì Tình bán đây, ở đây người ta đang bán gì đây, người ta giá cũ người ta đang bán là 9,8 triệu này cả nhà. Đây mình bán là 8,8 triệu đó. Ở đây Tình bán xe chỉ mua về nhà kiếm lời lại chừng vài trăm là Tình bán, như chiếc này thì Tình mua của khách là 8,3 triệu nè. Đó thì mua lại của cái cửa hàng đó người ta đang bán là 9,8 triệu, nhưng mà mình vô mình trả giá mình mua được á là còn có 8,3 triệu thôi, thì bây giờ mình bán lại là 8,8 triệu đó. Thì mà thì nói chung chỉ có Tình vào những cái cửa hàng đó, Tình nhìn xe, Tình coi xe xong rồi Tình giảm giá được của người ta, Tình mua lại được thì nó rẻ hơn. Còn ví dụ cô chú anh chị vào á, người ta bán 9,8 triệu thì mình chỉ mua được khoảng tầm 9,5 triệu thôi, người ta bớt cũng khoảng có 300 thôi. Nhưng mà mình anh em trong nghề đó, cho nên là mình mới bớt với ấy được, với lại mình làm ăn lâu năm với người ta đó, cho nên người ta bán cái giá sát lại để cho mình kiếm thêm miếng nữa đó. Mình giống như cái kiểu trung gian vậy đó. Tình là chỗ nào Tình mua xe cũng được, Tình mua xe của tất cả cái cửa hàng này Tình mua được nè, rồi Tình mua của những cầm đồ nè, giá trị pháp lý rõ ràng là Tình cũng mua được, rồi Tình mua lại của những anh em lái, rồi những anh em của chú anh chị mình đang xài liên hệ cho Tình, những coi cái kênh YouTube của Tình, rồi điện thoại cho Tình kêu bán xe, là nếu mà bán một vài chiếc hoặc là ở như cái tuyến đường Tình đi thường xuyên đó thì Tình sẽ ghé tận nhà Tình mua luôn đó. Cho nên là mình mua được hết nha. Có nhiều anh em điện thoại cho Tình mua xe lắm, nhưng mà bây giờ cái nghịch cái đường đi của Tình, ví dụ như Tình hay đi Tây Ninh, hay đi Bình Dương và thành phố thì mình ghé mình mua được, hay đi Long An mình ghé mua được, nhưng mà đi các tỉnh miền Tây đó điện thoại hỏi mua xe, Tình mua xe lại thì Tình vẫn mua, nhưng mà chỉ có nước cô chú anh chị mình tin tưởng Tình gửi cái xe lên cho Tình, rồi lúc đó Tình định giá, Tình sẽ điện lại Tình nói cô chú cái xe này bán bao nhiêu đây, Tình mua được bao nhiêu đây đó, thì cô chú anh chị mình bán thì Tình sẽ mua, còn không thì Tình sẽ trả lại xuống dưới, nhưng mà Tình sẽ bao ship nha, đã gửi lên cho Tình cô chú anh chị mình đã chịu ship rồi. Nếu mà gửi lên đây Tình trả cái giá mà cô chú anh chị mình không chịu, Tình sẽ trả cái xe lại dưới mà Tình bao ship luôn đó, mình chơi đẹp, tại vì cô chú anh chị đã mất công gửi lên cho Tình để bán xe cho Tình rồi thì mình mua với cái giá là hợp lý nha, để lần sau người ta còn bán xe cho mình nữa chứ, mình đâu có ép giá được. Nói chung ở đây Tình là coi những cái giá hợp lý để Tình mua nha. Rồi nãy giờ mình nói chuyện ngoài lề một xíu, bây giờ mình sẽ quay tới xe tiếp nha. Đây là chiếc EZ
cái EZ5 nha, cái này cái dòng của Engen cộng nha cả nhà, có nghĩa là sau cái đời Engen là nó ra cái đời EZ này nè. Đây xe này thì nồi 100% nha cả nhà ha. Đây tới cái tem nó còn zin luôn nè, rất là đẹp, cái bô còn luôn ha, bô là bóng loáng luôn ha, không có một vết xét nào hết, lốc chưa sơn lại luôn. Con này rất là nổi xe, con này mua mới nó tới mười mấy 20 triệu rồi, như xe Honda luôn chứ đâu phải rẻ đâu. Mấy dòng của SQM này rất là mắc, xe số của SQM này làm rất là mắc tiền. Cái dòng này là dòng nội địa của Đài Loan nha cả nhà, xe này không phải xe Trung Quốc ha, xe này nhập Đài Loan. Ở bên đó ngày xưa là nó có cái tem kiểm định rồi nè, chống khí thải rồi. Xe này thì mình bán chỉ có mấy triệu đây, có 7 triệu mấy, 7 triệu 8 nha cả nhà. Biển 4 số ha, nồi một chủ luôn, rất là nồi xe, không một vết chày, không một vết bể nha cả nhà. Ở bên tình nó ship xe đó cô chú anh chị, mình có nhiều người điện lên nói tại sao cái nhà xe đó người ta không có cho xem xe. Thì lý do là ở bên nhà xe nó có cái quy định đó, người ta đi thu hộ đó, người ta phải lấy tiền trước người ta mới giao xe đó cả nhà. Cho nên là cô chú anh chị mình cứ tin tưởng ở cửa hàng tình nha. Tại vì ở mình đây á, là quay video sau thì cái xe mình bán về là y vậy nha, không có khác. Tại vì tình bọc đi rất là kỹ, 2-3 lớp bằng xốp, bằng mút, chứ không phải giống như những chỗ khác người ta bọc bằng giấy rồi cả nhà. Người ta tiết kiệm tiền nó, người ta bọc bằng giấy, cho nên đi đường nó cọ sát nó sẽ bị chày. Mình sợ, cô chú anh chị mình sợ chày xe. Còn ở bên tình á, sợ chày xe cho nên là tình đã bọc một lớp bằng mút, bằng cái xốp mà bóp kêu tách tách đó, rồi một cái lớp mút ở bên ngoài nữa nha, cho nên rất là kỹ. Cô chú anh chị mình khỏi lo ha, giống như những cái clip trước đó tình quay đó cả nhà, mình thấy bọc kín mít cái xe luôn, chứ không giống như những người ta bọc có hai bên cái ốp đâu. Tình là bọc từ đầu tới đuôi hết. Mình mua một cái cuộn mút đó 1 triệu mấy à, thì tình bọc được có khoảng tầm chục cái xe là nó hết đó. Cho nên cái tiền bọc xe của mình nó tính ra chiếc là 100 mấy 200 ngàn đó, tiền mút với tiền bọc keo đó, tiền công thợ nữa. Đây xe này zin chưa rớt đầu nha cả nhà ha. Xe này mình bán 7 triệu 8, EZS. Rồi đặc biệt hôm nay tình mới về một chiếc full nail màu xanh tím ha, màu rất hiếm trên thị trường. Xe này thì để tình nhìn, xe này chắc có rớt đầu nhưng mà rớt lâu rồi đó cả nhà. Đây cái dấu của nó chắc từ năm nào rồi. Máy thì bao êm ha. Cái dòng này thì mình không phải nói chuyện tới cái máy rồi. Cái dòng này nồi đồng cối đá. Đời để tình coi cái đời cái tem nó đang còn luôn. Xe này thì đời 2007 nha cả nhà ha. Tem zin còn, hơi chảy tem. Này, có chảy lâm nhâm bên đây nha cả nhà ha. Tình bán xe là quay kỹ, tả kỹ. Cho nên cô chú anh chị mình là mua xe là cứ yên tâm ha. Này bên đây cũng hơi chảy tem. Cái này mình muốn mua tem zin thì mình đặt hãng, nó khoảng tầm 300 mấy một bộ tem ha. Nhưng mà cái tem này thì tình thấy đang còn sử dụng được, đẹp mà nó theo xe cho nên là tình không có thay. Đây nó chỉ chảy lâm nhâm thôi, tại vì theo năm sáng nó về là ok, không vấn đề gì hết. Đó. Xe này thì mình bán giá là 19 triệu 500 ngàn, áo zin, tem zin, xe zin ha. Xe này thì có rớt đầu nhưng mà lâu rồi. Xe này của chủ người ta chắc đi, chắc ngày xưa đi cam cò kêu rồi người ta thay, người ta làm cho nó mặn xe người ta đi thôi. Cặp kính zin còn theo xe luôn đó. Full nail 2007 giá 19 triệu 500, bao hồ sơ đó. Tiền ship là cô chú anh chị mình đừng có điện thoại hỏi tình bao ship nha, tại vì ship là bên nhà xe người ta đi người ta ship. Ở đây cái giá tình bán là giá tại cửa hàng đó, tình chỉ là bao đóng gói nha cả nhà ha, bao đóng gói, không tính tiền của chú anh chị mình, tặng tiền đóng gói, tặng tiền bao bọc toàn xe nha. Thì tiền ship á, tình nói thẳng luôn, khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ là tình lấy xe số là 400 ngàn nha, ở trong đó là bên tình hỗ trợ là ở trong đó là 200, tại vì cái giá đó là xe số thì 600, xe ga thì 800, nhưng mà ở bên tình là hỗ trợ 200 ngàn là tiền ship miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ.
tất cả nha, là 400.000 xe số và 600.000 xe tay ga. Đó, Tình nói rõ ràng luôn ha, tiền ship 400 xe số và 600 xe tay ga. Còn các khu vực tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, rồi Khánh Hòa đổ ra đó, mấy tỉnh miền Trung đó đó, là Tình tính là xe số 600, xe tay ga 800. Đó, cô chú anh chị nghe rõ giúp Tình ha, mình lưu lại để mai mốt có mua xe của Tình. Và đặc biệt ở đây Tình ship tận nhà nha, không ship tới chành mà Tình ship tới tận nhà của chú anh chị mình luôn, để mình đi mua xe mình khỏi tiện đường, mình không phải chạy đi đâu lấy hết, có nhân viên giao tận nhà. Còn ví dụ nhà mình ở trong hẻm, trong ngách đó, thì mình không có xe, nó không chạy vô tới được đó, thì cô chú anh chị mình giúp Tình chạy ra cái khu vực đường lớn ha, cái khu vực đường nhựa đó để đón xe thôi. Mà mình cứ yên tâm là xe nó tới, nó sẽ báo trước cho cô chú anh chị mình vài tiếng. Ví dụ trưa nay giao thì sáng nay 7-8 giờ người ta đã điện cho mình rồi, để mình sắp xếp người nhận xe rồi ha. Mà không cần mình nhận xe, chỉ cần mình đọc cái số điện thoại của người gửi và đọc số điện thoại người nhận là nhân viên người ta giao xe rồi, mình không sợ mất xe ha. Như xe này thì Tình nói tiếp, xe này thì mình bao hồ sơ nha, xe này Tình rút hồ sơ cũng đã được 10 ngày rồi, tầm 10 ngày rồi xe mới vô tới đây đó. Thì cái mấy cái hồ sơ này thì rút nó cũng tầm tháng đổ lại là có thôi, có xe nào chậm thì nó hơn thôi nha, xíu thôi nha cả nhà, tại vì nó đang cái luật mới ra đó, hồ sơ nó hơi lâu một xíu. Có mấy bộ hồ sơ đang Tình đang rút quá, thì cô chú anh chị mình có hỏi là có chưa đó, thì cũng thông cảm giúp Tình là cái đợt này cái luật mới ra nhà nước mình đang tạm ngưng khoảng 15 ngày để cho công an, mấy anh công an người ta đi tập huấn cái luật mới đó cả nhà. Rồi tiếp tục cái vụ ship nha. Tới miền Trung rồi thì bây giờ tới miền Bắc, từ Nghệ An chở ra ngoài Hà Nội, ngoài Phú Thọ, Yên Bái các kiểu ngoài đó đó, thì giá tiền ship xe số là 800, 800 hay 1 triệu, để Tình coi lại cái bảng giá để quên là cái mai mốt anh em lại thắc mắc. Rồi đúng rồi, xe số là 800, xe số 1 triệu nhưng Tình hỗ trợ 200 rồi, là còn 800. Xe tay ga là 1 triệu nha, 1,2 triệu nhân Tình hỗ trợ 200, còn 1 triệu. Tại vì mình muốn cái tiền ship nó giảm đi, cái gánh nặng nó giảm đi, cái xe nó giảm thì mình bán xe nó dễ đó cả nha. Cho nên mỗi người là mình bớt chút đỉnh gì đó, cho cái giá nó hợp lý đó, đôi bên đều có lợi thì Tình mới bán được nhiều xe. Nói chung ở trong đó Tình cân đối rất là nhiều thứ nha cả nhà, không phải muốn bán được cái xe là được đâu. Tại sao, lý do tại sao mà mình cứ bán, có nhiều bạn đó lên trên YouTube có bình luận đó, 2-3 ngày Tình bán 50 xe đó, mình cứ quay đi, mỗi lần mình ship đi là 10-20 xe ship đi các tỉnh đó cả nhà. Là lý do là Tình cân đối cái giá bán và Tình cân đối cái lượng đơn hàng ship đi đó, rồi cái chất lượng phục vụ. Nhưng mà Tình hơi buồn một cái là tất cả đi nó hơi xa, mình không có gặp trực tiếp mà giải quyết nhau những cái vấn đề nhỏ. Ví dụ như xuống dưới tại sao xe đề không nổ hay đạp không nổ, là Tình không trực tiếp ở cửa hàng được. Ví dụ ở cửa hàng thì Tình giúp là đổ xăng vào cho khách, rồi hay bình yếu thì Tình sạc bình lại để giúp khách đó, để cho cái xe nó nổ ha. Lý do ở đây các tỉnh thì xe người ta ship từ cửa hàng của Tình về tới nhà của khách hàng là nó khoảng tầm 3-4 ngày, mà cái xe lúc khi đi người ta là rút hết xăng ra để đi nó đỡ cháy nổ đó cả nhà, nó đi dọc đường nó không có cháy nổ đó. Cho nên là mình xuống mình phải đổ xăng vào nè, xong rồi mình phải đạp khởi động cho nó nổ. Chứ thiệt nhiều khi cái bình nó để 4-5 ngày, có nhiều xe ở như tỉnh ngoài, ở ngoài miền Bắc á, người ta để cả 10 ngày xe nó mới tới nơi, thì cái bình đi nó hết rồi, nó rò rỉ bình, nó hết điện thì mình phải sạc lại đó thì nó mới nổ được nha. Cái vấn đề đó thì cô chú anh chị mình giúp Tình là về nhà sạc bình lại và đổ xăng thì cái xe đó bao nổ, tại vì ở đây Tình là chiếc nào cũng nổ hết rồi Tình mới bán đi nha, cho nên anh em mình cứ yên tâm. Rồi bây giờ tới chiếc xe cọp nhất ngày hôm nay, chiếc xe City thùng, đầu số máy 17 nha cả nhà, xe zin nguyên chiếc nha, chưa sơn lại luôn, đây lốc nè, đấy City, đồ zin hết nha, tem zin luôn nha cả nhà, đó, sơn bọng mà đang còn bấm điện luôn, đây. CT thùng đầu số máy 17. Cái giá nó hợp lý nha cô chú anh chị mình chú ý nha, tranh thủ cái xe này là phải tranh thủ mới mua được nha cả nhà. Tại cái dòng này rất là hiếm.
nhưng mà Tình không vì hiếm mà Tình bán giá cao nha. Xe này Tình cũng chỉ bán có mười mấy triệu thôi này. Quá đẹp. Xe này thì Tình hơi uổng một cái là bị lai cái bô, tại vì đi lâu ngày quá nó một cổ bô đó. Nó xe này nó mấy chục năm rồi, nó tới 90 mấy, 20 hai mấy, nó 30 năm rồi mà cái xe nó còn đẹp vậy nè, quá dữ. Xe này thì đã ra tên ngay chủ rồi nha cả nhà, 24581 năm số đó, CT thùng, in này in zin luôn hay gì nè, quá đẹp. Đây in zin luôn nha. Quay kỹ chừng từng chi tiết luôn. Cái này là mở cái yên đằng sau nha cả nhà ha. Mở yên đằng sau. Mình muốn mở yên đổ xăng là không có chìa khóa, mình dùng cái lẫy đó mình đẩy qua đây là nó mở yên thôi. Đó. Rồi, xe này Tình bán giá là 14.700.000 ha. Rất là hợp lý, dễ mua. Nồi đồng cối đá. Đẹp độc lạ. CD thùng 14.800.000. Rồi bên đây là chiếc xe Way RSX FE phun xăng điện tử đời 2019. Biển số 65 Cần Thơ. Xe này thì mình bán giá là 13.500.000. Xe ốc tán còn rất là đẹp ha. Biển số 65 Cần Thơ. Xe này mình bán giá 13 năm nha cả nhà. Rồi. Chiếc clip. Clip màu đen. Biển số 70. Chiếc này Tình bán giá 8.500.000, máy êm, bình đề đầy đủ. Rồi như bên đây là chiếc Mio Classico biển số 70 đời 2012. Xe này thì mình bán giá là 8.500.000 nha cả nhà. Máy êm, bình đề đầy đủ màu vàng. Xe này nó có hơi lâm nhâm một xíu tại vì Tình mới bóc keo đó cả nhà. Mới cho thợ bóc keo xong nè, đang còn nè. Lát nữa mình sẽ cho rửa. Đó. Đang còn keo đây nè. Lát nữa mình sẽ cho rửa dầu đó cả nhà, nó ra keo hết. 8.500.000. Rồi bên đây là chiếc Hayate SS mẫu mới. Giá 6.700.000 nha. Hayate SS này, cái dòng này máy rất là êm. Dòng này nó có hai loại, một loại bình xăng, một loại FE. Để Tình coi thử coi cái này FI hay bình xăng. Không có thấy nó ở sâu quá. Cái này chắc bình xăng. Hayate 125SS giá 6.700.000 nha cả nhà ha. Quá đẹp, con này rất là liền lạc mà. Bao đẹp. Đây để Tình quay ở bên đây trước ha, lát nữa mình sẽ quay ở dưới lên. Rồi bên đây là chiếc Revo, xe Tình cũng mới về luôn ha. Revo, xe đẹp liền lạc, chiếc này là không có bể bọc gì hết ha. Đây. Tem đồ còn hết luôn. Con này khách chạy kỹ quá. Này, quay tổng thể cái xe này rất là liền. Như cái ngày đầu tiên á, thì cô chú anh chị mình mua xe của Tình á, thì mình xem kỹ cái video xíu ha. Tại vì những cái tập đầu tiên là Tình quay rất là kỹ, cho nên cô chú anh chị mình chịu khó xem video. Mình xem video xong mình sẽ chốt xe, điện thoại cho Tình chốt xe nha. Ngày đầu tiên nếu mà cô chú anh chị mình mà kêu chụp hình với gửi hình qua Zalo đó thì rất là khó mua được xe. Tại vì khách điện cho Tình rất là nhiều đó. Mà mình bây giờ anh mới điện xong anh kêu gửi hình, nhưng mà mình chưa kịp gửi hình thì đã có một người khác, người ta chốt xe của Tình rồi đó.
người ta đã chốt xe của Tình mất tiêu rồi thì Tình đâu có kịp gửi hình, cho nên là cô chú anh chị mà nếu mà muốn gửi hình đó, thì để qua tới ngày mai ngày mốt đó thì lúc đó có thời gian nó rảnh ra đó thì Tình gửi hình được ha. Còn ngày đầu tiên đa số là Tình sẽ ưu tiên cho anh em nào mà điện thoại lên chốt ở cọc xe lên lấy hoặc là cọc xe ship đi các tỉnh là Tình là nhanh gọn ha. Đó, xe này là zin chưa rớt đầu luôn nè cả nhà, quá dữ, quá dữ con xe. Bánh cầm đĩa nền zin luôn này. Sumat Revo 110 máy của Suzuki, giá chỉ có 6,7 triệu nha cả nhà ha. 6,7 triệu. Quay RSX 110 FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa. Xe này Tình bán giá 12 năm nha, 12 năm. Rồi bên đây là chiếc A Plus đầu bò, xe này đời 2013, FI phun xăng điện tử, xe đẹp, màu vàng đồng, chìa khóa lớn nha cả nhà, đời cuối ha, chìa khóa lớn. Đây. Chiếc này mình bán giá 11,7 triệu, cặp kiến zin còn theo xe. Rồi bên đây là chiếc Noza. Chiếc Noza này màu trắng nha, xe này là lướt luôn nha cả nhà. Ốc tán là sáng trắng nè, chủ chạy rất là kỹ, xe này xe lướt nha. Ốc là chưa mở luôn. Quá đẹp. Này. Quá đẹp chiếc xe. Không tì vết. Giá Tình bán có 11,5 triệu. Noza xe lướt. Rồi hôm nay thì một chiếc Quay Alpha cọp nha cả nhà ha. Xe Quay Alpha cọp. Chiếc này là xe zin toàn phần, chưa rớt đầu nha, chưa rớt đầu nồi. Xe này thì khách người ta đi á, người ta thấy cũ lâm nhâm, người ta xịt sơn lại một xíu cái phuộc nha cả nhà. Đó, còn ở đây là xe Tình mới về xong, người ta cái bẩn người ta còn tháo ra, người ta cất nè, không còn không có một vết chày luôn. Đây, người ta không thích đi bẩn nữa, người ta tháo ra, người ta để nè. Quá đẹp kìa. Đó. Bẩn zin đẹp. Xe này cái cặp kiến còn theo xe luôn. Đó, cặp kiến còn theo xe luôn nha. Zin zin. Quá đẳng cấp cái xe. Này, ốc đầu rất là đẹp ha. Đây cái phục này người ta bắn lại uổng quá. Xe này hôm qua mình mua của ngay chủ mà. Đây, đầu ốc tán nè, còn sáng trắng nè. Đó. Bao zin chưa rớt đầu ha. Đời 2002. Tem zin, xe zin, lốc zin chưa bắn tốt lại ha. Ta dân xài mà ta thấy cũ là ta bắn lại uổng. Đây, bô zin luôn nè. Xe này mình bán giá là 19 năm nha. 19,5 triệu. Mấy anh em Tây Ninh thấy chiếc này là bao mê luôn. Mấy xe này á thì gặp ngay người á thì người ta mua hai mấy triệu người ta còn mua nha. Xe này nếu mà đúng mấy anh em thích xe người ta, giá trị cái xe này phải hai mấy triệu. Đây có cho anh chị mình nghe cái máy nè. Tình hôm qua Tình ghiền cái máy này quá nè, kim xăng đồng hồ cả nhà mình mở nè, còn lên luôn nè. Đó, xe nó nồi cỡ này nè. Đây để Tình đề ha, nhích một cái nổ nè. Đó, xe máy nổ rồi đó cả nhà, đụng cái nổ thôi mà cả nhà mình là không nghe tiếng máy luôn ha. Đây, bô đang nổ đó cả nhà. Ừ luôn.
quá. Cái máy, nếu mà cái máy này cô chú anh chị mình mua đó mà chê cái máy này nha, lên mà đặt cọc rồi, ví dụ như mình đặt cọc 1 triệu để mình lên mình mua xe, riêng về cái dàn ngoài ngoại hình mình không nói nha, nhưng mà nếu mà chê cái máy tình đền cọc 5 triệu, cọc 1 triệu nha, nhưng mà chê cái máy này tình đặt cọc năm tình đền 5 triệu đó. Cái máy là quá dữ, hôm qua tình thấy cái máy này là miễn bàn tới cái máy nổ không nghe tiếng mà phịch đã. Mà cái nồi là bao zin nha, ga lên hạ ga xuống là nó đang còn chả ốc ốc nha. Ai mua cái xe này là đúng là về nhà sẽ nói với tình, sẽ điện lại nói với tình là cái xe quá dữ cái máy. Rồi giá 19 năm nha cả nhà. Hôm nay tình lấy được cái xe, nhiều cái xe mình ưng ý quá. Như tại vì cái chuyến này tình đi lâu đó cả nhà. Chuyến này tình đi lâu là lý do là mình đi lựa những cái xe mà cửa hàng mình lâu nay không có. Đi lâu là đi hết 3-4 ngày đi gom, cái chuyến này hơi lâu đó. Lý do là tình xe ở nhà cửa hàng mấy bữa nay tình giảm giá cho nên nó bán hết. Nó còn có mười mấy chiếc à, cho nên mình phải đi gom thiệt nhiều để mình bán. Đó. Cho nên là nó lâu ra video là vậy. Rồi. À, bên đây là chiếc S50. Xe của học sinh đi học. Xe này thì dàn áo còn rất là đẹp ha. Liền lạc. À. Lốc máy là FI Yamaha ha. Xe 50. Này. Xe này mình bán giá thì để tình coi, xe này còn rất là cứng đẹp, côn tay tự động nha, một càng, giá 8.2 triệu nha cả nhà, biển số đẹp luôn nè, 01108, liền lạc đẹp, máy êm, xe 50, 8.2 triệu. Rồi Sirius đời 2012, xe zin chưa dọn nồi, chưa rớt đầu tem zin nha. À, biển số là 870B1 nha cả nhà. Giá 8.600.000. Bao đẹp. Rồi bên đây là chiếc xe Way Alpha lốc trắng, biển số 60, à, anh em 60 nè, đời 2004, bô zin còn theo xe. Xe này thì nó bình thường thôi nha cả nhà, được cái máy êm thôi nha, bình thường 2004, giá 8.800.000 đó, sẽ bình thường, có giá bình thường luôn nha. Way Alpha giá 8.800.000. Giá này là hơi bị khó kiếm nha cả nhà ha. Biển số 60. Rồi Vision màu xanh ngọc bích. Xe này thì đời 2015-2016. Biển số 70. Liền lạc, máy êm. Cặp kính zin còn theo xe. Đó. Ốc tán còn sáng ha, sát lát nữa tình cho rửa một cái là đẹp cái xe luôn. Xe mới về xong cho nên tình chưa kịp rửa, nó tình quay nóng trước đã. Rồi giá con này là tình bán là 16.500.000 nha cả nhà, 16 năm nha. Rồi Sirius RC đời 2012. Hôm nay cô chú anh chị mình xem xe mới là đã mắt luôn ha, toàn xe mới không. Tình xả hết đi là còn toàn xe mới mình mua rồi đã. 2012 giá 12 à, giá 10.700.000. Bánh mâm, xe nồi chưa rớt đầu, tem zin còn theo xe. Đây, đời 2012 tem đó, tem đang còn luôn ha. Rồi bên này Sirius RC biển số 70 30954, giá 10.500.000. FI phun xăng điện tử nha cả nhà. Con này là đời năm 2000 uh,
2014 tem sọc RC. Xe này đẹp rồi. Huê ơi, Tuấn ơi, bỏ cái đó đó, bỏ đóng gói đi đã, xử lý cái này cái. Rồi bây giờ Tình quay tới chiếc lít. Em đóng gói cái xe đó đi em, đóng gói cho anh Tuấn anh làm cái này trước. Chiếc này chiếc lít đang bọc keo này cả nhà. À, chiếc này thì mình bán đời 2013-2014. Xe này mình đang giảm giá nha, đang đợt giảm giá 17 năm. Đó, Tình giảm còn 15 năm nè, xong rồi tập 3 Tình giảm còn 14 năm. Đó, giảm từ 17 triệu xuống còn 14 năm. Thì hôm nay Tình giảm tiếp nha, Tình giảm tiếp còn 13 năm. Bán lỗ luôn nha cả nhà. Tình giảm hết 4 triệu rồi nha, còn 13 năm chiếc lít nha. Đó, biển số 70. Xe do là Tình giảm để Tình thanh lý nó đi thôi, chứ không phải là xe hư mà mình bán rẻ nha cả nhà. Chẳng qua là Tình không muốn xe cũ á, Tình cứ mấy vài clip Tình đăng lên là Tình giảm giá thôi. Đó, vài clip không bán được là Tình giảm giá thôi. Rồi 13 năm ha. Xe này là chiếc Way Alpha, lốc trắng. Xe này dọn full mới. Chưa rớt để Tình coi. Con này không vỡ coi rất đầu. Xe này thì dạng full mới rồi. Con này rất rất đầu. Dạng full mới. Giá thì Tình bán có 13 triệu 800 nha. Bô zin còn theo xe. Rồi bên đây là chiếc Novo biển số 78, biển Novo 5. Xe này thì mình bán giá có 6 triệu rưỡi thôi nha cả nhà. Máy là êm ha, máy êm mạnh. Novo 5 dàn áo liền lạc. Mình bán giá có 6 triệu rưỡi thôi ha. Biển số hơi xa cho nên là mình bán giá mềm. Rồi Novo 6 biển số 70, giá 11 triệu 8. Xe liền lạc, máy êm, xanh GB. Này, cái đèn vậy là nhìn cái đèn là biết xe nó đẹp à, không vết chày luôn. Đó, giá 11 triệu 8. Rồi A-Plus màu vàng đồng, tem 3D nha cả nhà. FE phun xăng điện tử. Xe này Tình mới về tới xong. Giá 11 triệu 700, biển số 70. Một 50039, biển số thần tài. Đời 2012. Rồi chiếc này Tình mới quay 8 triệu 8 rồi. Rồi bên đây là chiếc lít, biển số 55, 2099, giá 7 triệu rưỡi. Hả? Ủa giờ giết tờ đó rồi, giờ giết tờ nào nữa? Trời ơi, thì cửa hàng em là cái giấy đó quá đơn cửa hàng rồi anh. Ừ, là đủ rồi. Chứ giờ anh giết giấy tay gì nữa? Cái tờ đó là quá đơn cửa hàng, giết cho anh luôn. Giờ anh muốn giết tờ giấy tay là lấy tờ giấy tay giết cho anh hay sao? Nguyên bộ đó là đủ rồi nè. Cái hợp đồng, ừ đây là cái hợp đồng hóa đơn bên em bán cho anh rồi. Nè, anh đọc coi có phải cái chữ tờ giấy mua bán xe đây không? Đủ rồi, đủ rồi. Ừ, kỹ quá. Chết. Rồi giá 7 triệu rưỡi. Xe lít. Rồi bên đây là chiếc Luviad. Chiếc này thì Tình đang trong đợt giảm giá nè, 7 triệu 3. Tình giảm còn 6 triệu 8 nha. Hôm nay Tình giảm còn 6 triệu rưỡi nha cả nhà. Luviad 6 triệu rưỡi, biển số 60, Đồng Nai. Tiếp. Rồi bên đây là chiếc Vision
giá 12.700.000, Vision màu vàng đồng, xe đẹp, xe nổi ha. 12.700.000. Rồi, xe lít, chiếc này rất là đẹp nha cả nhà ha. Chiếc lít này, màu trắng, nồi xe. Đời 2013-2014. Chiếc này thì Tình đang giảm giá ha. Chiếc này đợt Tình đang bán 19 năm nè. Đợt này Tình giảm giá, Tình bán chỉ có 16 năm thôi. Đó, rất là mềm, xe này mua là bao đẹp nè, màu trắng. Rất là đẹp. Rồi, bên đây là chiếc Ad 150 đời 2018. Chạng. Biển số 70. Xe này thì Tình đang bán 17 năm, hôm nay Tình giảm còn có 16 năm. Thì hôm nay Tình giảm tiếp còn 16 triệu nha cả nhà. Giảm tiếp còn 15 năm đi. Đó, mình giảm tiếp một triệu nữa. 16 năm giảm 1 triệu nó còn 15 năm. Exceter GB. Xe zin chưa rớt đầu, giá có 15.500.000 nha cả nhà. Rất là khó mua ha. Novo 6, biển số 66. Chiếc này thì mình đang bán giá là 10.800.000. Hôm nay mình giảm 500 còn 10.300.000 luôn. Quá đẹp, giảm giá. Rồi. A-Plus FE phun xăng điện tử đời 2010. Xe bao đẹp luôn. Tem zin. Một đời chủ nha cả nhà, 2474 nha. Xe này Tình đang bán giá 14 năm nè. Thì hôm nay mình giảm còn 14 triệu đi. Giảm còn 14 triệu ha. Janus biển số 70 38662. Giá Tình đang bán chỉ có 13 triệu thôi. Chiếc Janus rất là đẹp nha cả nhà. Hôm nay Tình giảm thêm 500 là còn 12.500.000 nha. Xe đẹp, giảm mạnh luôn, 12 năm. Rồi, A-Plus thì A-Plus mắc cú nha cả nhà, màu trắng, xe rất là đẹp ha. Hôm bữa Tình gỡ keo với Tình cho anh em người ta lấy dầu đồ, người ta đánh hết rồi, giờ nó rất là bóng bẩy đẹp ha. Chiếc này mình đang bán giá 14.800.000. Đó, đợt trước Tình đang bán tới 18 triệu. 18-19 triệu cái mẫu này, hôm nay mình đang bán chỉ có 14.800.000 thôi. Rất là mềm ha. Quá đẹp. A-Plus mắc cú, hàng mà máy Thái, hàng ba cục ha. Rồi, bên đây là chiếc Sirius. Chiếc này 10.500.000 Tình mới quay rồi ha. Sirius FE phun điện tử. Và bên đây là chiếc Quay RSX FE phun xăng điện tử. Xe này mình đang bán 13.800.000. 13.800.000 đúng rồi. Cái này là đời 2017 nha. Bánh căm đĩa. Thì mình đang giảm giá, 2-3 tập rồi. Thì hôm nay nó chỉ còn có 11.500.000 thôi. Thì anh em nào mua hôm nay thì Tình bán còn 11 triệu luôn nha. Giảm tiếp. Giảm hoài không nhớ là lỗ nhiều nữa. Cứ mỗi tập quay đều giảm. Xe zin luôn, xe zin nồi chưa rớt đầu nè. Áo sống rất là đẹp. Nồi xe. Đây. Giá này bằng xe mua cái xe mà bánh căm bánh căm đùm mà bình thường chứ không được FE nha cả nhà, bình xăng nha. Chứ không được FE mà con này là FE luôn.
11 triệu. Rồi, xe CBR 150. Xe này nồi xe ha, xe lướt. Xe này thì ngay chủ. Xe này hôm tỉnh đang bán tới 35 triệu mà tỉnh con này tỉnh mua tới 32 triệu nha. Tỉnh mua của khách tại thấy đẹp quá tỉnh mua tới 32 triệu. Con này hệ thống thắng ABS, xe nhập Thái nha. Hôm nay tỉnh đang bán lỗ sặc máu luôn rồi. Con này 35 triệu này tỉnh đang giảm còn 30 nè. Không biết giờ giảm còn nhiều nữa ta. Bây giờ tỉnh giảm giá còn 27 triệu. Thôi tỉnh giảm luôn còn 26 triệu nha cả nhà. 26 triệu là lỗ hết 7 triệu. Lỗ hết 6 triệu rồi nha. Lỗ hết 6 triệu đồng nha cả nhà. Bán 26 triệu. Thua luôn. Mỗi xe 32 triệu giờ bán 26 triệu. CB máy Thái. Nói chung mình thích là mình mua thôi. Mình cũng đang thanh niên cho nên mình cũng không có quan trọng là lời lỗ nhiều ít. Nói chung có mua có bán là ok rồi. Thua kèo này ta bày kèo khác. Rồi, Way Alpha. Xe đẹp, biển số 70 56083, đời 2019. 12.500.000, tình đang giảm giá còn 11.8. Hôm nay mình giảm tiếp còn 11.5. Đó. Bao mềm luôn. Rồi, Way Alpha cái đó là 110 nha cả nhà. Cái này là 100 nè. Biển số 33639, biển số đẹp ghê á, 3639 nè. 12.700.000, giảm còn 10.500.000, hôm nay giảm tiếp còn 10 triệu. Giảm tiếp còn 10 triệu ha. Xe này là bao zin chưa rớt đầu nha, rớt đầu tặng xe nha cả nhà. Giàn lốc thì hơi cũ xíu. Giá chỉ có 10 triệu. Xe 10 triệu W100, W-Alpha 100 mà chưa rớt đầu. Chà, con này cái giá này là giá thơm nha cả nhà. Cái này thì lai cái phục lên cho nó chắc là phục thồ rồi. Cho chắc. Chưa rớt đầu mà giá 10 triệu. Máy êm, máy là bao dữ. Mình quay cái xe quay này trước. Lắp cái bẩn Way Alpha cho luôn đi. Tình đang chờ thợ gắn cái bẩn vô nha cả nhà. Đó, đẹp chưa? Quá, quá đẳng cấp. Lên cái hình cái là thành đúng cái xe cọp. Lắp kỹ lại nha. Rồi, bên đây là chiếc xe Way Alpha. Way Alpha. Chiếc này là chiếc biển số 54, biển số thành phố nha, Way Alpha bục. Xe này thì xe hàng Trung Quốc nha cả nhà, bánh cầm đĩa ha. Xe này mình bán giá 3 triệu 700 ngàn. Đề đóm đầy đủ, máy êm. 3 triệu 7. Giá quá mềm. 3 triệu 700 ngàn. Thần ý con Way Alpha này quá. Rồi, bây giờ còn một chiếc A-Plus cuối cùng. Đây. Xong chưa em, lau xong chưa? Rồi, xe rất là đẹp nha cả nhà. Xe này mình bán giá có 8 triệu mấy thôi. Bình đề đầy đủ, máy êm. Dàn áo liền lạc. Rất là đẹp nha cả nhà. Dàn áo liền lạc. Giá 8 triệu 6, biển số thành phố 59K1 54417. Xe này đời 2008 nha. Bình xăng AB bình xăng. Biển thành phố. Rồi thì hôm nay tình quay tới đây cũng đã hết xe trong cửa hàng. Nếu có chú anh chị mình mua xe nào liên hệ cho tình theo 3 số điện thoại tình để dưới màn hình nha cả nhà.
Bên mình thì đang có chương trình trả góp nha, với lãi suất ưu đãi. Cô chú anh chị mình mua xe từ 10 tới 20 triệu thì bên mình hỗ trợ làm hồ sơ vay ngân hàng nha. Nếu cô chú anh chị mình có công việc ổn định thì mình sẽ rất là dễ đậu ha. Còn mà chưa có công việc đi làm tự do đó thì hồ sơ nó hơi khó đậu một xíu. Hoặc là mình có nợ xấu bên ngân hàng rồi thì cũng là không đậu được nha. Bên mình thì đang có chương trình cà thẻ tín dụng đó cả nhà. Ai có thẻ tín dụng thì mình mua đó thì bên mình cà thẻ thì không tốn phí nha. Không tốn tiền trả góp, có nghĩa mình vay 10 triệu thì mình chỉ cà thẻ 10 triệu thôi. Đó, nó thì chỉ tốn phí chuyển đổi khoảng tầm 200-300 ngàn. Là cái công người ta làm từ tiền mặt qua trả góp ở trong thẻ thôi. Đó, phí chuyển đổi vậy thôi. Rồi, xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những tập tiếp theo nha. Xin chào.